Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi lại muốn chia sẻ các bạn cái tại sao cái rễ của cái kỳ phong lan nó lại bị chẳng hạn đen đầu hoặc là nó bị khô khô. Thì tôi mới trồng phong lan thì đây mấy giỏ là chủ yếu là kỳ, còn có kiến, kiến thì nó khó ra rễ hơn, kiến thì nó muộn. Còn đây cái kiến này thì cộng của vùng Chimoray, kiến này thì nó sẽ ra rễ thì nó ổn định hơn. Còn hôm nay là tôi muốn nói về cái kỳ, rễ của kỳ. Đây các bạn thấy là một số cái này rễ to nhưng thằng nhỏ hôm trước tôi đã đưa một video, thì bây giờ mời các bạn xem hai cái tôi để ngoài. Đấy thì các bạn xem hai cái cây thì tôi vào tôi giải thích cho các bạn xem. Đây các bạn thì tôi biết cái gì thì tôi nói thế, nếu các bạn nào mà biết rồi thôi, tôi nói những người mới trồng phong lan thôi. Thì trồng phong lan và các cái loài thân thằng chẳng hạn như trầm, đây thì cũng thân thằng. Trầm thì nó ra rễ khỏe hơn giả hạc, giả hạc thì nói trong Tây Nguyên, trong miền Nam và ngoài Bắc thì gọi là phi điệp, tức phi điệp tím đấy, tức hoa tím. Thế đây các bạn thấy là cây trầm, tôi mới đợt trước tôi mua ngoài đây, cái trầm này trầm Myanmar chứ không phải trầm Cao Bằng. Trầm Cao Bằng thì tôi để trong vườn mini. Đấy các bạn thấy rễ nó xanh, nghĩa là nó phát triển. Như do vì tôi để ngoài kia nên là nó khô, tức là gió này, nắng thì tôi vì nó còn non nên tôi không cho phơi nắng. Đúng là để một ngày một số giờ nó được ánh nắng nên nó cây nó khỏe. Như cái cây này nó cũng ngoài ánh sáng nó cũng hơi khỏe thôi, cũng chưa khỏe lắm. Đấy như các bạn thấy rễ thế. Nhưng nếu mà mình để ngoài trời lâu mà thiếu nước thì rễ nó lại khô, nó xe. Còn đây cái giả pháp thì hoa nó không đẹp thì tôi trồng đây cho nó ấy thôi, tôi để một tí rêu. Cái rêu này là rêu trên cây nhãn, các bạn thấy cũng rất đẹp. Để cho nó sinh động cái giỏ hoa mình nó nhỏ thôi, nhưng mà giả pháp đây thì sau khi mua thì tôi thấy là hoa nó không đẹp thì tôi cũng còn trồng đây. Thì cây nhỏ có rễ hoa, có mấy thân đấy, cái này nó được mấy năm đấy, hai thân già và một thân tơ và chưa có mầm. Vì mùa này thì giả hạt nó không lên mầm, phải tết ra nó mới lên mầm. Còn đây là trầm tím Myanmar thì tôi mua ba cái trồng đây nó vẫn lên tốt đấy, rễ thật. Nhưng mà để cho những cái cây nhỏ này mà rễ của nó ổn định, nó không bị khô hoặc không đen đầu, nếu đen đầu thì liên quan động vào một số vật giá thể, chẳng hạn như sơ dừa mà nó chưa, nó còn nhựa, hoặc như kể cả cái giớn, mà không xử lý qua nước vôi hoặc nộp lên nước sôi thì cái rễ mới ra của những cây nhỏ nhỏ ra là đen đầu và hỏng rễ. Thì tôi biết thế thì tôi cũng chia sẻ thế các bạn. Còn đây thì một số kỳ của tôi thì các bạn nhìn thấy cái này hôm trước là cái rễ rất to dài, cây thì nhỏ, và hai cái đây thì cây thì cao, như cái này thì chưa có rễ nhưng hôm nay bắt đầu ra rễ này. Tại sao nó không ra rễ? Vì nó không ẩm. Bữa trước thì khi đi nghỉ, kỳ nghỉ về thì mấy đứa cháu nó tưới nhiều thì ra rễ nhiều. Nên khi tôi thấy sợ nó hỏng rễ thì tôi lại không tưới nhiều và đưa ra ngoài trời, vì khi nó đã có rễ thì mình phải đưa ra ánh nắng để cho cây nó khỏe. Nhưng đưa ra nó gió và ấy là mình không chú ý, mình tưới thường xuyên nên là rễ nó bị khô và cái đầu xanh nó không phát triển. Đây các bạn thấy là những cái đầu xanh, cái ngọn đây là nó không có độ ẩm mà ở ngoài trời. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nên cái đầu nó không xanh. Còn như cái dưới đây thì, đấy tôi phân tích cho các bạn để các bạn hiểu. Còn cái dưới đây nó ẩm, nó bám vào cái rễ đây, nó có độ ẩm, nó xanh. Các bạn thấy? Đấy thì tôi xoay lại các bạn nhìn cho nó rõ. Các bạn thấy không? Đấy để cho cái... Đấy, tôi để cái này tôi chỉ cho các bạn thấy rõ. Cái rễ này nó đủ độ ẩm vì rễ nó vẫn đang phát triển. Nhưng còn cái đây nó ở trên này
Các bạn thấy chưa? Nó cứ độ ẩm không ấy, vì tôi để ra ngoài trời nhiều thì là nó không phát triển được cái, vì nó thiếu nước. Đấy tôi nói thế để các bạn cùng, nếu bạn là mới trồng hoa lan thì đấy, còn các bạn thấy đây một cái rễ đây nó dẫn rất xanh vì nó đủ độ ẩm. Đủ ẩm tại sao tôi lấy cái rêu. Hôm trước thì tôi không cho rêu, nếu bạn nào xem tôi quay một vài lần vì cứ vài ngày tôi thấy nó hiện tượng là tôi quay chia sẻ các bạn xem. Tuần trước thì tôi không cho rêu mà hàng ngày thì hai cây, một cây tím một cây trắng, à, một cây xanh, à, xanh là chắc là xanh nhát và cây tím tím hẳn. Thì tôi chưa cho rêu nên tôi cứ hàng ngày buổi sáng tôi đưa ra ngoài cái hành lang để cho nó tiếp thu ánh sáng, nhưng mà nó gió nhiều nên là nó khô nên rễ nên tôi cứ theo dõi nó không phát triển được. Như hôm chủ nhật vừa rồi thì tôi mới mang cái rêu lên chỗ cơ quan thì tôi phủ đây, đây các bạn thấy bắt đầu rễ nó xanh đấy, hoặc là như một số cái đây các bạn thấy phủ rêu phát là rễ nó xanh liền, các bạn thấy chưa? Đấy, để tôi gạt rêu các bạn xem đấy, xanh nét. Vì rêu này thì mình cứ để, còn phân thì mình phải để cách xa một tí. Phân đây chủ yếu phân dê vì tôi cũng không, nó học này cái phân hóa học thì chỉ có phân tan chậm, nhặt thì tôi chỉ có một vài hạt. Chứ đây là ý là phân dê thì nó phân tự nhiên, phân này qua xử lý thôi vì tôi mua 15.000 một bì, hôm trước tôi đã đóng ấy rồi. Mà thì cái đấy nó rất tốt cho Nam, các bạn thấy đấy rễ nó ẩm tự nhiên nó xanh xanh cái đầu, trong 2 ngày là nó xanh được khoảng gần 1 cm, các bạn thấy không? Nên là tôi chia sẻ để tại sao là đấy, như các bạn thấy mà khi rễ xanh lá nó lên liền, cái cây này là cái kỳ của Đắk Lây. Thì kỳ hôm trước tôi xin về cái bữa mà đi đi Ngọc Hồi đó, tôi mới cắt một đoạn này tôi cho vào đây này, nó đây này nó còn một hai cái rễ nó nằm đây, mầm nó chưa lên này đấy, các bạn thấy cái mầm nó dưới đây này. Nhưng mà khi mà để không có cái rêu thì bắt đầu là rễ nó không phát triển thì cái mầm nó cứ yên. Như đây các bạn thấy là hôm nay tôi quay này thì, nhưng mà mai kia là vì cái rễ nó xanh xanh rồi là mai kia nó sẽ phát triển rất nhanh đấy, cả cái bên đây đen xì nữa, cái tím ngắt cái mầm đấy. Tôi muốn chia sẻ đây để các bạn biết, tức là vì tôi theo dõi tôi thấy là tôi nói thế đây, hoặc là của cái cây xanh đây hôm trước rễ nó không có đầu xanh, như tôi từ hôm chủ nhật hôm qua thứ hai hôm nay thứ ba, các bạn thấy đầu nó xanh được một đoạn khoảng 5 5 mm, tức nửa cm đấy, nó tốt nè. Nên là tôi muốn nói thì cũng xem nhiều trên mạng các bạn mà chia sẻ về ươm kỳ hoặc là đấy, thì một số bạn ươm kỳ chẳng hạn là cái thời gian ban đầu mình để nó không không được độ ẩm nhiều, độ ẩm vừa, và trong 20 ngày khi mà nó đã nảy cái mầm đấy, như các bạn nhìn cái mầm đây, tức là khi nó đã mắt nó mở ra thì ta phải cho ra ngoài ánh sáng chứ không để trong đấy là nó mướt là nó yếu. Thì như hôm qua hôm kia tôi cũng làm một cái video về so sánh về cái lan giả hạt mà nắm mít của vùng Đắk Lây ấy, là khi nó được ánh sáng thì lá nó dày và cây nó khỏe. Còn cái cây cộng trên cái kia cây đấy mà tôi để trong vườn Nam mini là nghĩa là mình trăng cái lưới tránh nắng ở trên thì nó thiếu ánh nắng, lá nó mướt. Mà có video tôi thấy lá nó mướt tôi tưởng thối rễ nhưng không phải, vì do lá nó mướt rồi một số bạn bảo phải tưới kali. Nhưng thực tế tôi chỉ mới tìm hiểu tôi trồng thì tôi không biết kali là cái nào để cho lan, chứ còn tưới phân mà cho nông nghiệp thì nhiều khi nó thối rất rễ. Đấy các bạn thấy tôi giải thích thế chắc cũng hợp lý, vì đây các bạn thấy cái rễ phía trên thì nó đen đầu nhưng cái rễ này thì trong 2 ngày là nó được 5 mm đấy, các bạn thấy đây cái đây cũng được một đoạn dài rễ của cái kia này đấy, các bạn thấy chưa, rễ này đấy nó ăn xuống luôn, còn cái bên này là xanh đấy. Thì tôi chia sẻ thế bạn nào thấy mà cũng có ý nghĩa, tức là có ích cho những người mới trồng phong lan, mới chơi lan. Đây tôi đang nói về lan rừng thôi, chứ còn lan công nghiệp thì mình cứ chăm theo một quy trình thì nó vẫn dễ. Lan rừng tưởng
mình tưởng chăm nó dễ nhưng thực tế là rất là khó. Nhưng khi mình biết rồi thì mình chăm nó lại rất là dễ. Đấy, thì đây tôi vẫn lấy cái rêu này, rêu ở trên cái nhãn. Thì tấp ở đây thì mình vẫn tưới nước nó vẫn tốt. Ý của tôi là cái này nó ẩm cho cái cây này. Còn đây là cây kiến, kiến này là mắm đắt, kiến này nếu mà bán trên thị trường cái kiến này, cái kiến này là kiến đắng lây. Nó được mấy thân này, mấy thân dài, cái này cũng phải 300 400 một kiến thì người ta mới bán. Vì cái kiến này là nó chưa biết mặt hoa, người ta bắt ở trong rừng, cây nó nhỏ nhỏ này, cây này nó cũng phải được 2 3 năm, mấy năm này, nó to này nó mỗi thân này là 1 năm. Chẳng hạn như cái thân đây cuối năm, bây giờ tháng 7 đến cuối năm nó chỉ lên được khoảng này nếu chăm tốt. Thì đấy, thì tôi biết cái gì thì tôi chia sẻ các bạn như thế. Ở đây là mấy mầm nó lên nhưng mà tôi đang phủ rêu để cho cái rễ nó ra. Khi rễ nó ra được thì cây nó tốt lên. Và cây nó tốt thì mình phải cho ra nắng để trong râm quán là nó rất yếu cây. Nó mướt và nó dễ, nếu mà mình để trong phòng này khác, nhưng mình để ngoài gốc cây gốc trước thì dễ bị các con sâu hoặc đặc biệt là con sên ăn. Đấy, còn cái cây này hôm trước, cây này cây giả con ca kinh, rừng con ca kinh của Gia Lai. Nhưng mà do tôi là trồng tôi để nó cao lên. Ý là mình gốc lan giả hạt mình trồng phải cao hơn cái giá thể khoảng 1 cm hoặc 1 cm rưỡi thì nó ra rễ thì nó đỡ bị hỏng. Còn mình trồng nếu bằng đấy là rễ, tức là nó hay bị hỏng rễ. Nên là khi tôi để cao lên mà tôi cũng không để ý, cứ đưa ra ngoài nắng nên là nó rễ nó không phát triển. Ở đây mà cái cây này hôm trước tôi cái rễ nó về tôi để nó bị khô nên tôi cắt, tôi cho thuốc đánh răng nó hỏng mất cái rễ. Bây giờ nó vẫn còn một cái rễ cũ trong này nè, nó cũng xanh rồi. Thì xanh thì nghĩa là nó rễ nó già nó ổn nhưng mà nó cũng chưa lên được nhanh lắm. Thì các bạn thấy tôi chia sẻ có lý thì các bạn cũng có thể là đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn khác xem. Còn nếu cái nào tôi nói chưa đúng thì các bạn có thể comment tham gia ý kiến. Tức mục đích cuối cùng là mình, những người thích chơi phong lan thì mình chia sẻ để mình biết kinh nghiệm chăm làm sao cho những cây phong lan nó lên nó tốt. Đấy, còn về cái vấn đề mà tôi chưa hiểu đây là hai cái đoạn cây này, mà một cây lên thì nó rất là tím và một cây thì nó lại xanh, thì tôi cũng chưa hiểu này. Bởi vì mấy đứa em cho mấy cái đoạn đây mà nó cũng lấy trong rừng về nó cho nó cắt ra, nó ươm, nó cũng chưa biết làm hoa, nó cũng chưa biết cây nào thì nó cho, thì mình rất trân trọng. Đấy, các bạn thấy cái này thì lá nó tím ngắt. Đầu tiên thì nó cũng xanh xanh, đấy cái lá đầu tiên của nó nên nó xanh xanh. Xong lên bắt đầu lá tím, còn cây này thì phía dưới này tím xong lên là xanh. Đấy, thì có hai cây này tôi cố gắng tôi chăm để so sánh, trồng hai bên cũng ngang bằng nhau. Còn một cái nhiều rễ. Hai cây thì thân to rễ ít, mà một cái thì thân nhỏ rễ nhiều. Như cơ bản phủ cái rêu này vào là nó ổn định rễ. Và mình tưới tức là dạng ẩm ẩm, tưới nhiều quá nhiều khi nó ủng hoặc là liên quan giá thể phía dưới. Còn như tôi trồng các cái này thì chủ yếu, chẳng hạn như tôi làm cái bì 15.000 một bì phân dê để cho vào đây, vì cái này phân này mua ở ngoài tiệm thì người ta cũng đã xử lý rồi, hoặc nếu mình còn nghi ngờ mình trộn một ít vôi vôi bọt hoặc là người ta ủ một ít nước vôi để cho nó ổn định. Đấy, thì các bạn nếu thấy cũng có lý thì các bạn cũng có thể đăng ký kênh để theo dõi những cái kỳ phong lan hoặc là giả pháp hoa đẹp, hoặc là trầm tí trầm thì nó sống khỏe hơn, nó rẻ hơn giả hạt, nó dễ sống hơn. Thì các bạn cũng mời các bạn là theo dõi đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo, và cũng có thể tham gia góp ý để mình cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng những người chơi lan rừng và chia sẻ tâm sự và khoe những cái bông hoa hoặc cây đẹp. Thì video này tôi làm đến nên là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.